Ok, và xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình xin làm một cái clip này để mọi người có thể đặt câu hỏi cho mình. Để cho mình nhé. Còn cái clip ở trên là clip của anh Đắc. Và những cái câu hỏi mà các bạn hỏi thì các bạn đã hỏi anh Đắc rồi. Nhưng mà mình thấy có một số bạn cũng muốn hỏi mình. Nên là mình cũng muốn tạo ra cái vid này để mình có thể thông báo là mọi người muốn câu hỏi gì thì mọi người có thể để phần bên dưới. Mình và Đắc sẽ lên Discord quay video về trả lời câu hỏi này cho các bạn. Mình cũng chưa biết là vào 15 tháng 9 hay là 17 tháng 9 thì sẽ hợp hơn, tại vì là hai ngày đấy là hai ngày sinh nhật của bọn mình là 15 tháng 9, còn của anh Đắc là 17 tháng 9. Cái đấy thì về mình thống nhất sau nên để xem đăng vào ngày nào. Mình đang định để vào ngày 17 tháng 9, tại vì là 15 tháng 9 nếu mà mình có thời gian nhé, đây mình chỉ nói là nếu thôi, nếu mình có thời gian thì mình sẽ livestream nói chuyện với các bạn tầm khoảng một tiếng thôi nhá, tầm đấy thôi, tại vì mà hôm đấy mình học khá là nhiều. Lúc sáng thì mình sẽ học đến tận 11:30, mình không biết là lúc đấy mình có livestream được không. Mình đang dự định là mình sẽ livestream từ cái lúc 4:30 chiều đến 5:30 chiều, trong khoảng từ 4:30 cho đến khoảng 7:30 các bạn nhé. Đấy là trong khoảng thời gian đấy thôi, hoặc là mình sẽ livestream vào lúc trưa lúc 12 giờ gì đấy, mình đoán là như thế nếu mà mình có thời gian. Còn ok, mình hy vọng là mình sẽ có thời gian mình làm một cái video như thế, một cái livestream, nhầm, một cái livestream. Còn về video trả câu hỏi, mình nghĩ chắc là mình để vào 17 tháng 9 nhá. Mọi người đồng ý thì ok. Mọi người đặt câu hỏi cho mình nhé, chủ yếu là về mình. Ở bên kia thì là để cho anh Đắc trả lời, mình thì mình chỉ trả lời phụ một số câu hỏi mà các bạn muốn hỏi mình thôi. Còn bên này thì các bạn có thể hỏi mình. Nếu mà các bạn muốn hỏi Đắc thì các bạn sẽ qua video bên kia. Ok. Còn bên này thì sẽ hỏi về mình, chứ về mình. Các bạn có thể hỏi bất kỳ một cái gì mình cảm thấy trả lời được thì mình sẽ trả lời. Còn thiểu năng quá thì thôi mình xin phép không trả lời nhá. Còn ok, mình tiện đây thì mình cũng sẽ show luôn cho mọi người về cái nick này. Mình cũng thấy có một số người yêu cầu về cái nick này rồi nên ra là mình cũng đây, mình cũng cho mọi người biết được cái nội thất của cái con nick này gắn bó với mình suốt 4-5 năm trời là nó như nào. Đây thì kho SVIP đó cũng chỉ thiếu đúng một con thôi, thiếu đúng một con. Đó là Cherry mã Space. Ừ, cái con bắn liên thanh ấy, con Snip bắn liên thanh. Ở đây thì mình thiếu mất Diablo và Rebecca, mình đang cần Diablo các bạn ạ. Đồ kim cương thì mình mới tậu được con Death Ray về. Đấy, có bốn đồ kim cương, Shock Laser thì mình đồng bộ full rồi nhưng mà chữ nó không lên được tiến hóa. Hell Sticker thì đấy, Grixona mình lấy trong sở vũ khí không lâu lắm. Đây là cái kho gold của mình rất là thiếu dao gold các bạn nhé, mình chỉ có đúng một con là từ ngày xưa đó là nhanh độc gold, còn đâu là toàn những cái con dao từ cái đợt sự kiện nào mình nạp khá là nhiều về cái sự kiện này. Đây các bạn thấy mũ nhanh độc gold thôi, những cái đồ gold cổ thì mình cũng có, Aka gold cũng có. Red Gold thì free cả server mình cũng đã nói rồi. Aka Gold là cho bạn là bán C4 này. Cái này mình chỉ nói thế thôi nhá, mình không định bán đâu. Khi nào mình gọi là không có điều kiện để mình chơi nữa thì mình sẽ bán nick này đi. Mình lấy một chút gọi là lợi nhuận, à không, gọi là chút kinh phí. Ừ. Đấy, kho này mình thiếu mất cái con FMG9. Nhưng mà thực ra mình cũng không bán con FMG9 Demon đâu. Bộ Blood thì đủ nhưng mà bọn Abyss thì mình không có tiền. Đây có những cái đồ AD Assault hình như free, mình nhớ là thế, free. Ừ. Đây là PG7 thì lỡ mở hơi nhiều mình tắt bớt rồi. Dao Bilibili và USB 45 Bilibili đèn Neptune free rồi mình không nói. Nói chung là đồ VIP thì nó cũng chỉ thế thôi. Kho này thì đương nhiên full rồi, có Ares VIP thì đương nhiên là kho này full rồi. CS75 này thì các bạn có thể nhận ở trong hòm 50 ngày. Nó vừa mới mở cho các bạn đó. MG3, MG4. Đây nói chung là những cái đồ rất là đơn giản thôi. Thì mình cũng mở 5 cái gọi là cho có rồi chứ. Đe này mình không thể sao nó nhiều, thế là sao nó không cho mình riêng ra một con M4 nhỉ? Đây nó bị tách, nó bị phân vào này, mình không có M4 bắn rất là khó chịu. Đâu nhờ? Còn gì nữa không? Không, toàn đồ RPG đấy. Một hai tháng nay mình cày RPG khá là nhiều các bạn. Các bạn có thể gặp mình trong chuyên gia nhé, chuyên gia chương 2 trở đi. Tại vì chương 1 mình cày full rồi, trừ map 6 đấy.
đầu VIP thì mình có skin của M4 này, skin của ADE này, skin của Nepal này. Đó. Những cái đồ VIP thì mình thiếu mỗi đoạt hồn thôi. Còn đó là mình cũng có đủ. Đoạt hồn bây giờ mình không biết cách sở hữu như nào cả. Nên là thôi, mình có skin đoạt hồn đấy nhưng mà mình không có đoạt hồn cơ. Thế nó mới đau. Đấy, những cái đồ free, đồ RPG, đây đồ AI này, đây là một ba lô AI luôn này. Chai vỡ này, bom này. Bom Frozen là mình lấy trong RPG tạm thời thôi, còn mình không cày ra được. M1911 Jupiter này, RPK Jupiter này, Monster này là con này mình rất là tâm huyết đấy. Ba con lục này, USB nước Twin này, M1911 Lão Hỏa và cái con Monster này là những con tâm huyết nhất của mình. Thứ nhất, nó là vũ khí lục. Các bạn phải biết nhá, ngày xưa lúc mình mới tập tạnh chơi ấy, mình rất thích chôn zom như kiểu anh Nguyễn Linh. Nhưng mà các bạn biết một vấn đề là mình không biết nhờ cái nút số ở phần trên ấy. Các bạn hiểu là bàn phím đây nhá, ví dụ các bạn để tay bên này đúng không, thì cái phím số ở trên này, nhưng mà mình không biết nhấn vào trên này để mình chọn vũ khí, mình chỉ nhấn Q thôi. Đấy, thế là mỗi lần mà khi mà mình đang, đây là chuột đúng không ạ, khi mà mình đang nhấn như này đúng không, thì mình sẽ phải bỏ chuột ra, mình nhấn vào số 1, số 2 các thứ. Đấy, nó rất là bất tiện đúng không, thì mình sẽ chỉ để mỗi lục và dao thôi. Đấy, lúc đó mình chỉ nhấn Q các thứ thôi. Đấy, chôn zom rất là hiệu quả, và lục cũng là một trong những vũ khí chôn zom rất là hiệu quả các bạn nhé. Nhưng mà các bạn chỉ lấy những vũ khí mà yếu yếu thôi, chứ ai lại cầm Python đi bao giờ đúng không các bạn. Đây là một ba lô, à là một chai lưu niệm, thiếu mỗi ba set thôi là đủ. Ba set cho thay vào con này là đủ luôn. Quy set lưu niệm, Sky lưu niệm, mình nghĩ là chắc các bạn sẽ rất ít nghe tiếng, nghe đến tiếng nói của hai con này. Mình rất thích sưu tập đồ cổ và đồ hiếm nhá. Mình sưu tập. Mình không biết săn mấy cái đồ silver còn lại ở đâu cả. Chứ không là mình cũng xúc Pharmax silver với cả Sky silver đấy. Nhưng mà mình chỉ xúc hai con đấy thôi. À, QVZ Silver nó đúng rồi, thiếu con QVZ là một sai lầm lớn. QVZ mình review lúc kênh mình mới mở, các bạn có thể đảo lại cái cũ. Ok. M4 này mình mất 150 thì phải. Ra sự kiện thì mất 150. Chơi tạc này, chơi tạc là mình xem clip của Nam Blue xong mình mua nhá. FN2K Tira là mình xem clip của Nguyễn Linh và Nam Blue xong mình mới mua đấy. Fake4 Storm thì thôi mình không phải nói rồi, mình là một fan cuồng Fake4 Storm. Mình chỉ lúc đấy mình không biết phân biệt, mình không biết lựa chọn Fake4 Storm hay là Paretta 92, tại vì hai con đấy thông số bằng nhau mà. Reaper với cả Destroyer này, Destroyer mình có skin này, Reaper này. Sau chắc mình rảnh để mình làm combo này. Nhưng phải lựa kênh mà kiểu tân binh cơ. Cái laser này, thần này, pháo cối thì bạn lấy trong sở hữu cứu ích nhưng mà nó xóa rồi. Đây Bison thường này, đây, con này Bison thường này. Galin Noel này các bạn có thể lấy này. Đây là tất cả những cái đồ mà mình đều lấy ở trong sở nghiên cứu X. Còn cái nanh độc này mình mua. Sẽ xếp các thứ, cái này mình mua hết nhá. Trừ bom này là tặng free cả server rồi, không nói gì. Đồn thép đồ AI lọt lại ở trong cái trang gần những trang cuối cùng. Còn đây là phần nhân vật. Đó, nhân vật thì cũng không có gì. Đây cảnh sát ma này, Magic là những nhân vật rất là hiếm. Đây Ninja Falcon luôn này, đấy. Tiểu Minh thì mất 900 vàng, 90.000 đấy, thế là sao? Để mua cái đồ sập hãm đấy. Đây nhân vật yêu thích của mình, Ami. Bởi vì tay nó kiểu nó bao tay các bạn, đấy. Đây, hai zombie tổng trị giá 21.000 vàng đấy. Các bạn biết 21.000 vàng đâu không? Các bạn vào cửa hàng các bạn biết ngay. Các bạn vào nhân vật zombie là các bạn sẽ đâu phần đạo cụ nhầm ở đâu phần giới thiệu đây các bạn vào trang bên này 13.500 và 8.100, tức là tổng cộng là 2.1 triệu. Thực ra giá mình mua không phải 2.1 triệu đâu, các bạn đừng hiểu nhầm thôi, chứ vũ khí mình cũng chỉ thế thôi. Jack Link thì mình có 3 phụ kiện, mình không lấy phụ kiện sao chép thôi. Đó, mình không lấy phụ kiện sao chép thôi. Đấy, còn đâu là full. Nỏ có không, đương nhiên là full rồi. Một vũ khí rất đắt được cho mình trong RPG nữa. Máy nghiền thì đương nhiên cũng phải full. Con này phải full thì mới có đầy đủ chức năng của nó. Và nó rất là mạnh mà. Nó mạnh cả trong RPG, cả trong đấu đội, các thứ, zombie. Đấy. Và vương kiến thì mình hình như 3 hay sao ấy. 3 phụ kiện. Katana đương nhiên full rồi. Mình nghĩ mọi người cũng biết. Thôi, mình cũng sắp hết 10 phút quay bandy cam rồi. Mình cũng sâu kho đồ theo yêu cầu các bạn thôi. Còn bây giờ thì thôi, mình không sâu RPG đâu. Tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.